Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay trong dòng anh em giảng thuyết mừng kính chư vị các thánh thuộc dòng, và ngày hôm nay cách riêng đối với Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam tại vùng Bắc Mỹ cũng là ngày bổn mạng mừng kính Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm. Trong tâm tình những ngày đầu của tháng 11 theo lịch phụng vụ của giáo hội, dòng cũng hiệp thông trong lời cầu nguyện và cũng hướng đến những bậc cha anh, những bậc tiền nhân thuộc dòng đã ra đi trước, nhưng các ngài đã được vinh phúc chiêm ngưỡng thánh nhan của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cùng với toàn thể dòng anh em giảng thuyết hướng đến các ngài, xin các ngài luôn truyền cầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng ta đang trên bước đường lữ hành trần thế này để có thể trọn vẹn trong đức tin và sống trọn vẹn với lời mà Đức Kitô đã truyền dạy, để qua đó khi chúng ta kết thúc cuộc đời lữ hành, chúng ta cũng có thể được chung hưởng ánh vinh quang của Thiên Chúa cùng với các ngài. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn Bartolomeo, linh hồn Giuse, Giuse Hoàng Anh Dũng, Giuse Hoàng Kim Tinh, Francisco Xavier Nhã và các linh hồn thân nhân họ Vũ, Vincent Trần Ngọc Hưởng, Anna Nguyễn Kim Nhung, Cecilia Trần Thị Huyên, Maria Hoàng Thị Bao, Maria Nguyễn Huyền Trang, Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, Maria Phạm Thị Đông, Maria Teresa Trần Thị Thanh, Teresa Trần Thị Báu, Teresa Maria Lan Trần Edmond, gia đình Vũ Lộc xin ơn bình an, Trần Thị Thọ Dung xin đi đường được bình an, một người xin được như ý, Trương Thị Mộng Huyền tạ ơn Chúa, mẹ Maria cùng thánh cả Giuse, Tạ Văn Thành và Trương Thị Thu Dung tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cùng thánh cả Giuse. Cầu cho linh hồn Bartolomeo, cầu cho linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng đời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lại còn một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa,
là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là mẫu mực mọi sự hoàn thiện. Chúa đã điểm tô giáo hội Chúa bằng những ân huệ vô cùng phong phú nơi các thánh dòng chúng con. Xin cho chúng con ngày nay theo sát gương các ngài, để mai sau được cùng các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là Đấng hằng sông hằng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách huấn ca. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị nhân dân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Đức Chúa đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách là các vị nhân từ thuở xa xưa, có những người cai trị đất nước mình và là những con người nổi danh về quyền lực, có những người cố vấn nhờ trí thông minh, có những người loan báo bằng các lời sấm, có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn, bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo huấn khôn ngoan. Có những người sáng tác những điệu nhạc du dương, viết ra những bài thơ, bài phú. Có những người giàu sang, lắm quyền nhiều thế, sống bình an hòa thuận trong nhà. Hết thảy đều được người đương thời khen ngợi, được vẽ vang trong lúc sinh thời. Trong các vị có những người lưu danh hậu thế, có người cho người đời ca ngợi tán dương. Có những người không còn ai nhớ nữa, họ qua đi như chẳng bao giờ có, họ sinh ra mà như chẳng chào đời, con cháu của họ cũng thế thôi. Nhưng các vị ấy đều là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mộ yên mã đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm thanh nhang Chúa. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm thanh nhang Chúa. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư, nền trái đất, người dân trên biển cả, đang vững vàng trên làn nước mênh mông. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm thanh nhang Chúa. Ai đưa lên núi Chúa,
trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sanh lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm thanh nhan Chúa. Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa kêu đồ thường công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm người, tìm thanh nhan Thiên Chúa nhà gia con. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng mà bây giờ ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời ở đời sau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, như đầu lễ con thưa ngày hôm nay đối với dòng anh em giảng thuyết hướng về các bậc tiền nhân là những người sinh thời cũng giống như chúng ta, nhưng các ngài đã đi trọn vẹn con đường lữ hành để rồi khi kết thúc cuộc đời dương thế, các ngài được vinh phúc trước nhan Thiên Chúa và hằng hầu cận, trầu trực và đồng thời cầu nguyện, chiêm ngưỡng thánh nhan ngài muôn đời. Và hình ảnh ấy là một mẫu gương tuyệt vời cho những người Kitô hữu, cách riêng những người Công giáo và cách đặc biệt nữa là những người muốn noi theo và bước theo gót chân của Đức Kitô. Các vị thánh dòng giảng thuyết không phải chỉ là những người trong đời sống tu trì, nhưng ở đó là nhiều thành phần khác nhau, từ những anh em, chị em sống đời tận hiến cho đến những anh chị em giáo dân mà chúng ta quen gọi dòng Ba Đa Minh hay là những anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Và nơi đó còn có những người ở trong từng giai đoạn khác nhau, từ nhỏ cho đến lớn, từ trẻ cho đến già. Và tất cả những con người này đều chung một mục đích và cùng đích cuộc đời của họ chính là Đức Kitô. Ngày hôm nay khi nhớ đến các ngài, chúng ta vừa nghe lời Chúa. Bài đọc thứ nhất nói với chúng ta danh thơm tiếng tốt của các ngài sẽ mãi lưu truyền hậu thế. Và nếu chúng ta hiểu theo nghĩa rộng thì những danh thơm tiếng tốt ấy lẽ tất nhiên, như Đức Kitô nói, không phải bởi khả năng riêng của con người hay khả năng riêng của các ngài, nhưng là chính ân ban mà Thiên Chúa ban cho các ngài. Và các ngài nhận ra được điều đó và sống trọn vẹn yêu thương với điều mà Thiên Chúa ban, để rồi qua đó các ngài trao tất cả những ân ban mà các ngài nhận được cho anh chị em khác. Bên cạnh đó, ngày hôm nay như đầu lễ con thưa, đó chính là ngày gọi là kỷ niệm đúng ngày Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, là một là người trong danh sách của 117 vị tử đạo tại Việt Nam, là người tử đạo đầu tiên. Tất nhiên có những vị tử đạo trước, nhưng giáo hội chưa đủ chứng minh để có thể đặt lên hàng bậc hiển thánh.
Tuy nhiên, cho đến thời hiện tại ngày hôm nay, Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, một linh mục dòng Đa Minh, đã chứng minh cho mọi người thấy trước mặt vua chúa quan quyền cũng như những người thuộc các tôn giáo khác, để cho họ thấy được rằng Thiên Chúa là đấng duy nhất. Mà cụ thể trong đời sống của Ngài nổi tiếng với cuộc gọi là đối đầu, con xin mở ngoặc kép chữ đối đầu, giữa các đạo khác tại Việt Nam, và cuộc đối đầu này được thể hiện trước mặt của vị vua của Việt Nam lúc bây giờ. Và chúng ta quen gọi đó chính là Hội đồng Tứ Giáo. Nơi đó là cuộc tranh luận về niềm tin, và Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm đã đại diện đức tin Kitô giáo để chứng minh cho các học giả của các tôn giáo khác, lúc bây giờ là Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, để có thể cho họ nhận ra được vị Thiên Chúa mà Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm tin tưởng, tin thác và đồng thời tôn thờ, đó chính là vị Thiên Chúa duy nhất và toàn thiện. Chính cuộc đời của các ngài, cụ thể hơn là những vị thánh ngày hôm nay chúng ta mừng kính, đã đi sát với những gì mà Phêrô hỏi Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay: chúng con đã đi theo bước chân của Thầy, vậy chúng con được gì? Có lẽ trong cá tính hay suy nghĩ của con người, nhiều khi chúng ta đi tìm kiếm những lợi ích khi bước theo Đức Kitô, hay bước theo một ai đó, hay bước theo một tôn giáo nào đó, và chúng ta mong muốn những điều chúng ta khấn nguyện, cầu nguyện có thể đạt được theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, có lẽ các vị thánh cũng giống như chúng ta, cũng có những suy nghĩ ấy, nhưng các ngài đã can đảm để vượt qua những giới hạn của suy nghĩ ấy, để rồi có thể phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng nói với chúng ta, tuy chúng ta có thể là ngôn sứ, cũng có thể là thầy dạy, chúng ta có thể là những nhà lãnh đạo, nhưng trong tất cả những khía cạnh ấy đều phát xuất từ cùng một thánh thần. Và các ngài dù là linh mục, dù là tu sĩ, dù là nữ tu, dù là chủng sinh, dù là thầy giảng hay là giáo dân, tất cả các ngài đều cùng một ý hướng ấy, tức là trong cùng một thánh thần, để thúc đẩy họ có thể chu toàn những gì mà Thiên Chúa cho họ qua tất cả những công việc, những việc làm tốt lành mà các ngài thực hiện với tình yêu Đức Kitô. Ngày hôm nay khi nhớ đến các ngài, chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có được ơn can đảm như chính các ngài khi xưa, để có thể sống trọn vẹn với lời mà Đức Kitô đã giảng dạy, đã rao truyền và đồng thời truyền lại cho chúng ta, để qua đó trong phận vụ, địa vị và trách nhiệm của mỗi người, chúng ta thực thi một cách trọn vẹn dưới sự hướng dẫn và ánh sáng của lời Chúa, để qua đó chính khi chúng ta thực hiện tất cả vì danh Đức Kitô, thì những gì mà Đức Kitô trả lời cho Phêrô, tất cả những điều ấy sẽ được không chỉ ban thưởng ở đời này mà còn cả đời sau nữa. Xin cho tất cả chúng ta luôn ý thức được điều này trong đức tin của mình và trong đời sống của người Kitô hữu, để qua đó chúng ta có thể trọn vẹn tình nghĩa với Thiên Chúa và tình nghĩa với anh chị em. Trên hết, tất cả những điều ấy dưới ánh sáng của lời Ngài sẽ giúp chúng ta nhìn ra được và đi trọn vẹn được con đường dẫn đến hạnh phúc muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con.
Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui nhận lễ vật chúng con dâng để mừng kinh các thánh trong gia đình đa minh. Chúa đã cho các ngài được hưởng phúc trường sinh. Xin cho chúng con cũng nghiệm thấy các ngài nâng đỡ trên con đường về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng chiêm ngưỡng thành Jerusalem Thiên Quốc là mẹ chúng con. Nơi đó anh chị em chúng con là toàn thể các thánh muôn đời ca ngợi Cha, và chúng con là lữ khách được đức tin soi dẫn đang vội vã tiến về. Chúng con rất hoan hỷ vì bao phần tự ưu tu của hội thánh được vinh quang. Nhờ đó Cha cho các ngài trở thành gương mẫu và trợ giúp chúng con là những kẻ yếu hèn. Vì thế hiệp với các ngài và cả triều thần thiên quốc, chúng con đồng thanh ca ngợi Cha và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các nào binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chỉ chê và tuyên xưng Chúa sống lại,
cho thời khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Michael chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn ma khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhân hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chúa đã làm mọi việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh trong gia đình đa minh chúng con. Chúng con xin chúc tụng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận mà thánh hóa chúng con, để sau khi được thần lương này nuôi dưỡng trên con đường lữ thứ trần gian, chúng con được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.